như khôn dẫu biết bao hiểm nguy. Ta luôn đi lên tiến tới tiếp bước đường công lý. Chưa có đám đuôi mềm mại đi tiếp con đường sai. Để rồi một ngày một mình tuyệt vọng chẳng lối thoát. Trừng giam nơi lòng ta ngọn đèn soi sáng. Những tối tăm màn đêm vây quanh lẽ đúng. Nào cùng nhau đem trái tim này xây cuộc đời tốt hơn. Bầu trời xanh bao la lưới trời vây quanh bao gian nan. Đã có biết bao gương nói con người hy sinh cho lẽ đúng. Ta hãy đứng lên đi theo tiếng gọi của nhịp đập trái tim. Nào ta hãy thắp lên yêu thương con người cho đi bao tốt tươi. Rồi sẽ thấy yêu hơn bao la cuộc đời từng năm tháng yên bình. Đã có biết bao gương nói cho lẽ đúng. Ta hãy đứng lên đi theo tiếng gọi của nhịp đập trái tim. Nào ta hãy thắp lên yêu thương con người cho đi bao tốt tươi. Rồi sẽ thấy yêu hơn bao la cuộc đời từng năm tháng yên bình. Cái điệu này chắc là... Nước nè, uống đi. Đưa tôi uống đi. Ủa, bà làm gì bà mua tùm lum tùm la vậy? Chi vậy? Tôi làm mâm lễ để mai đem lên chùa. Ngày mai? Ừ. Ngày mai tôi nhớ là ngày thường mà. Có lại lộc gì đâu mà bà đi chùa. Trời ơi, đâu phải đợi ngày rằm mà mình đem cúng đâu. Tôi làm cái lễ này là để tôi tạ. Tôi xin lộc biết không? Xin tài xin lộc. Mình làm ăn là mình phải biết cúng kiến, biết cúng quẩy duy tâm mới là làm ăn được chứ. Ai như bên nhà bà Tú Anh, không biết cúng quẩy, không biết duy tâm gì hết trơn. Hàng chi gia đình lộn xộn. Mà tôi nói cho ông biết nha, cái gia đình này mà không có tôi quán xuyến thì coi như tiêu. Thôi được rồi, bà muốn làm gì thì làm. Tôi có nói bà cũng chẳng bao giờ nghe tôi. Câu này nghe quen quá. Từ hồi yêu nhau rồi sống với nhau thành vợ chồng mấy chục năm, nghe câu này hoài. Làm gì thì làm, hãy ta làm cái có ý kiến. Gục hơn hả? Ủa, ông nội đi đâu rồi hả bác? Ông nội đang nằm nghỉ ở trong phòng đó. Dạo này ông nội thường nhốt mình ở trong phòng suốt, không muốn ra ngoài. Chắc là ông nội nhớ Dạ Thi quá thôi. Bác à, bác cố gắng giữ gìn sức khỏe nha bác. Cảm ơn cậu, nhưng tôi nhớ con nhỏ lắm. Tôi nhớ bác... con nhỏ lắm. Cảm ơn cô cậu. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bác ráng giữ gìn sức khỏe. Thank you.
Em thấy tội bác Sương quá. Em nghĩ chắc phải lâu lắm thì bác mới vượt qua được. Nhiều khi anh cảm thấy cuộc sống này không bao giờ trọn vẹn hết. Luôn cướp đi những thứ mà chúng ta không thể lấy lại được. Khi cho anh cảm thấy hình như ông trời đang giữ cờ chúng ta thì phải. Chính vì vậy mà anh phải cố gắng. Phải cố gắng hơn trong cuộc phẫu thuật sắp tới. Vì xung quanh anh có rất nhiều người đang cần anh. Trong đó có em. Anh hứa sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu. Anh hứa với em đó. Cuộc đời của anh đã mất mát quá nhiều rồi. Anh không thể để mình xảy ra chuyện gì nữa. Để rồi những người mà anh yêu thương phải đau buồn vì anh. Anh cảm ơn em. Nè, xếp giùm gì nha. Xếp thêm nữa hả gì? Ờ. Con thấy chừng này là nhiều quá trời rồi á. Cứ đem đi. Để chừng nào anh con xuất viện, nó thích mặc cái nào thì nó mặc. Nhưng mà nằm ở trong bệnh viện á, thì mình mặc đồ bệnh nhân mà. Con nghĩ mình chỉ nên đem theo đồ lót, chứ lại vài bộ đồ cho ảnh. Ảnh mặc đến lúc ra viện là vừa rồi. Chứ nhiều quá ảnh mặc cũng đâu hết đâu gì. Con này sao nó nhiều quá hả? Kêu xếp thì cứ xếp hết vô đi. Dạ. Kiên hả? Em vô được không? Em vô đi. Có chuyện gì không em? Ngày mai anh nhập viện phải không? Tặng cho anh cái này. Đây là vật may mắn của em. Tuy rằng nó chỉ là một đồng xu bình thường dùng để cạo gió, nhưng mà nó giống như là vật bất ly thân của em vậy. Nó luôn mang tới sự may mắn và bình yên cho em. Đáng lý ra em sẽ tặng cái này cho Dạ Thi nhân dịp sinh nhật của cô ấy, nhưng mà em hy vọng nó sẽ đem may mắn và sự bình yên đến cho anh hai. Nam Mô A Di Đà Phật. Con là Nguyễn Thị Ngọc Cầm. Cầu xin Phật Tổ phù hộ cho con. Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ. Dạ chào thầy. Dạ. Thí chủ thành tâm khấn vái rồi đặt lễ lên sinh đài. Dạ. Dạ. Dạ con lạy thầy. Thầy cho con đầy âm dương để coi con làm ăn như thế nào. Tháng trước á, thầy đặt lễ cho con. Đây còn lại trăm sự nhờ thầy. Thầy xem cho con lọc hướng đất cát và phần mộ của ông bà tổ tiên, xem có bị trục trặc cái gì không. Chứ tháng trước con làm theo lời thầy chỉ dạy mà thua lỗ, chưa thu lại được gì hết á. Tiền mất, còn lại thêm cái vụ kiện tụng nữa. Thiệt nhiều việc xảy ra quá thầy ơi. Thầy làm ơn thầy coi để thầy cúng giải hạn giùm cho con. Trăm sự con nhờ thầy. Hạn đến tất yếu sẽ đến. Dạ. Thầy xin đài giảm bớt gánh nặng cho thân nhân và gia đình. Đặt lễ lại lần nữa đi. Thầy xin lọc cho. Dạ. Vị sư thầy này có gì đó không đáng tin. Lần trước còn xin quẻ phán này nọ, mà bây giờ rõ ràng mình nhìn thấy cái khuôn mặt này quen lắm. Thấy ở đâu đó rồi mà không nhớ là ở đâu. Hình của ai đi ta? Phạm Minh Luân, tội phạm giết năm mạng người. Ôi trời, tội lỗi. Trời ơi, giết gì tới năm mạng người dữ vậy? Nhìn cái mặt cũng hiền, đẹp trai sáng sủa, đâu tới nỗi nào đâu ta. Bởi vậy. Dạ. Dạ, xin phép thầy con về ạ. Dạ. Chị Cầm. Dạ. Dạ, con quên. Dạ, cảm ơn thầy. Ba à. Bác về nhà đi nghỉ ngơi đi. Để anh Cường con lo cho. Dạ, con thấy chị Hân á nói đúng rồi đó dì. Dì về nhà nghỉ ngơi đi. Đợt điều trị còn dài mà. Với lại mình phải thay phiên nhau túc trực. Chứ gia đình mình lỡ mà bệnh hết á thì ai lo cho anh Cường hả dì? Dì thấy con mới là người cần phải nghỉ ngơi đó. Phải giữ gìn sức khỏe cho đứa bé nữa đây nè. Mọi người sao vậy? Con vẫn còn khỏe lắm. Chỉ phẫu thuật mắt thôi mà. Phẫu thuật mắt thôi chứ tay chân con vẫn khỏe mạnh bình thường mà. Có gì đâu mà phải lo cho con dữ vậy? Con á, lúc nào cũng coi thường sức khỏe của mình hết. Biểu nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi đi. Ai biểu thăm công tiếc việc làm chi vậy? Việc á, thì làm cả đời. Sức khỏe mới là quan trọng nhất. Con biết rồi mà mẹ. Mẹ đừng lo cho con quá. Bây giờ mẹ hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Rồi lo cơm nước cho bà nội, cả với Kiên nữa. Dạ, con nghe điện thoại. Dạ, con nghe bác ơi. Hân à, bác này con. Bác đã gặp cái người ở trong hình, trong ấy của con á. Là Phạm Minh Luân chị đó. Rồi bây giờ Nó đang ở. Alo. Ủa, sao vậy? Ở nhà có việc gì hả? Dạ không có gì. Em
Em ở đây chăm sóc anh Cường giùm. Chị ra ngoài có chuyện chút. Chị về liền ha. Dạ bác. Bác ở đây con xin phép ra ngoài một chút. Anh ở đây nghỉ ngơi nha. Em về liền. Chắc là có chuyện gì xảy ra với bác Cầm hả? Cũng có thể là công an phải khám xét quán xá gì đó. Tánh của bà ấy thì con còn lạ gì nữa. Chuyện có chút xíu mà cứ làm lớn lên không hả? Thôi, con nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi ha. Dạ. Có khi nào hắn đã xuất hiện không? Và đã bắt cóc bác của chị Hân để làm con tin. Vấn đề bây giờ là chúng ta không thể xác định được tung tích của đối tượng. Em nhớ lúc bác gọi điện thoại cho em, em có nghe ở gần đó có tiếng chuông chùa. Chuông chùa? Ừ. Vậy cũng dễ rồi. Chúng ta có thể xác định được mục tiêu chính là các ngôi chùa trong thành phố và các nơi lân cận đó. Theo tôi thì thấy không khả quan lắm. Vì ở thành phố này có hàng trăm ngôi chùa lớn nhỏ mà. Vậy ai là người đưa bác của Hân tới đó? Để tôi gọi điện thoại hỏi bác Hùng xem. Vậy hắn vẫn ở trong thành phố, nhưng mà mấy lâu nay chúng ta vẫn tưởng hắn cao chạy xa bay. Diệp Châu à? Dạ. Cho anh mượn điện thoại một chút. Dạ. Nè anh hai. Anh hả? Bọn em vẫn làm việc chăm chỉ. Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi để mà phẫu thuật đi. Chuyện ở đây có tụi em lo rồi. Anh nghỉ ngơi đi nha. Ừ. Vậy thôi, chứ em nghĩ tính cách của Chí Cường á, là khi nào anh biết mình đang điều tra vụ án, anh cũng bỏ bệnh viện mà về thôi. Hay là để em gọi điện để khẳng định lại ha. Có chuyện gì hả anh hai? Không có gì. Sao đồng chí Hà Âu lại trả lời ấp úng vậy? Có chuyện gì không ổn? Hay chắc là mọi người lo lắng cho sức khỏe của mình nên... Hai mươi năm cho một cuộc trở lại. Nếu như cô trở thành bà Tư, cô sẽ trả thù được tên hung thủ đã sát hại gia đình. Mang theo nỗi oán hận không nguôi, về dùng ký ức tuổi thơ đầy sóng gió. Để rồi, một kế hoạch trả thù thâm độc bắt đầu nhen nhóm. Mình sẽ từng bước thâu tóm hết tài sản và sẽ khiến cho gia đình ông ta không một ngày được bình yên. Sau nụ cười đắc ý là những giọt nước mắt đắng cay. Đàn bà khôn á thì phải biết dùng thủ đoạn. Khi cám dỗ ái tình trở thành công cụ cho những tính toán tranh đoạt, liệu mấy ai vượt qua được ải mỹ nhân hấp dẫn kịch tính với câu chuyện tình đời ngang trái cùng những hệ lụy đớn đau của lòng tham và thù hận? Phim truyện Việt Nam Ải Mỹ Nhân do Đài Truyền hình Vĩnh Long sản xuất, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1.